Và chào bác, chào anh em, chào mừng các bác quay trở lại với Kiên Quyết Audio. Ngày hôm nay thì các bác anh em có thể thấy ngay phía trước màn hình các bác anh em là một trong mẫu đẩy khá là quen thuộc với các bác anh em. Hôm nay thì em mới quay kỹ hơn và review ở bên trong cả cái mạch bên trong cho bác anh em được. Mấy lần cứ quên thì hôm nay nên quay cho bác anh em. Rất nhiều anh em sử dụng rồi các bác nhé. Và em đã test cho bác anh em trước đó thì một kênh đánh một cặp loa full từ 19 côn 76 thoải mái. Và xin đính chính mà cái nữa cho anh em luôn thì là rất nhiều anh em giới thiệu cái mẫu đẩy Etrolic DE950 này thì báo là hai kênh 950W một kênh, nhưng nó không được công suất đến thế đâu các bác. Được 800W một kênh, đấy công suất thực. Và các bác anh em có thể nhìn thấy luôn, ở đây là mặt vậy nhôm rất đẹp, tay sách kim loại. Cái này các bác có thể tháo ra được nhé. Có cái ốc ở đây, có thể tháo bỏ tay sách nếu như mà anh em sử dụng ở gia đình mà nó có bị vướng vào tủ. Đấy, rất tiện lợi đúng không ạ? Chiếc lắp này chiếc lắp bi vẫn khá chắc chắn. Và quay luôn cái mạch bên trong nhá. Đang quay bằng tripod này nó sẽ hơi rung một chút xíu. Để quay các bác anh em xem. Quay này các bác anh em nhìn thấy nguồn đồng bên trong. 28 sò thôi, nhưng mà cửa lát hát thì các bác không quan trọng quá về sò. Và quay cho bác anh em xem. Đây, các bác nhìn đây không ạ? 8.000 này. 800 này đây. 800 mod một kênh. Nguồn đồng rất lớn nhá. Quay cho bác anh em xem đấy, các bác nhìn ạ. Ở bên trong nó nhỏ, rất là nhỏ thôi. Nhiều cái nguồn rất là to nhưng mà làm cái ruột bên trong thì nó to bằng cái miếng gen dán trên này luôn đấy. Ở trong này thì có 8 tụ lọc nguồn, có chống chập dây loa đầy đủ và tiếng thì rất êm ái cho anh em luôn. Em test thử tiếng cho bác anh em nghe thử nhá. Test thử luôn tiếng cho anh em nghe thử trực tiếp về cái chất âm của em luôn. Cho các anh em về cái chức năng bảo vệ loa khi tắt mở đột ngột luôn đúng không ạ? Đây, mở lên lại cho anh em. Tắt đi không sợ tiếng nổ, và khi mà mở lên ấy, nó sẽ ngừng, nó xong đóng le bắt đầu nó hoạt động mà lên, nên cực kỳ an toàn cho anh em luôn. Các cổng cắm phía sau thì nó rất là đơn giản rồi, có hai cổng cắm đầu vào, hai cổng linh ra và hai cổng đấu rắc lưu trích ra và hai đầu cắm rắc bắp chuối, hoặc là các bác anh em có thể cài dây loa ra, rất là tiện lợi cho anh em thôi. Đẩy hàng chính hãng, bảo hành 24 tháng các bác nhé. Anh em có nhu cầu thì các bác có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em đặt hàng, và giá thì đang khuyến mại rất sâu cho các anh em rồi. Anh em có nhu cầu mà đổi các sản phẩm nhé, thì anh em có thể liên hệ trực tiếp bên em sẽ hỗ trợ đổi các cho bác anh em nhé. Và đừng quên ủng hộ cho em lúc nào và đăng ký kênh phía bên dưới.